Xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Huy. Mình đang ở Hồ Chí Minh và đang trên đường ra sân bay. Bây giờ là 5 giờ sáng nên đường phố cực kỳ yên tĩnh. Có lẽ đây là thời điểm tốt nhất trong ngày để khởi động một hành trình mới. Ngày hôm nay thì mình sẽ bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok với hàng vé phổ thông cùng hãng hàng không Vietnam Airlines trên chuyến bay mang số hiệu VN601. Các chuyến bay của Vietnam Airlines ở sân bay Tân Sơn Nhất sử dụng quầy làm thủ tục cố định là quầy C và quầy D. Ngoài ra còn có quầy làm thủ tục ưu tiên dành riêng cho khách có thẻ SkyTeam Elite và thẻ bông sen từ hãng Titan trở lên. Thủ tục check-in hôm nay thì rất là nhanh, chỉ chưa đến 5 phút là đã xong, tuy nhiên xuất cảnh và an ninh soi chiếu thì lại cực kỳ đông. Nên các bạn nhớ ra sớm trước giờ khởi hành ít nhất là 3 tiếng để không bị trễ chuyến nhé. Hội viên hạng vàng, bạch kim của Vietnam Airlines cũng như hành khách có hạng thẻ Elite Plus của Liên minh hàng không SkyTeam được sử dụng phòng chờ Lotus tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên sáng nay mình quyết định ghé thử qua phòng Rose Business Lounge bằng thẻ Priority Pass. Phòng chờ có tầm nhìn tuyệt vời ra đường băng và sân đổ với cửa sổ lớn và rộng rãi đem lại cảm giác rất thoáng mát và thư giãn. Đồ ăn sáng hôm nay thì khá tươm tất với nhiều món ăn Việt Nam cũng như bữa sáng kiểu Âu với thịt sông khói, trứng và xúc xích. Về đồ uống thì có nước lọc, nước trái cây, nước ngọt, bia, một loại rượu vang đỏ, vang trắng của Chile cũng như một số loại rượu mạnh cơ bản. Bạn có thể tự làm cho mình một ly cocktail tại đây. Ngoài ra còn có trà, cà phê, nước nóng, chanh lát và máy pha cà phê. Bên cạnh đó thì còn có món nóng là phở gà. Dĩ nhiên là sẽ không ngon bằng ở ngoài rồi, nhưng mà ăn thì tạm được, mình chấm 6 điểm trên 10. Hôm nay mình ra máy bay bằng xe buýt, sớm việc ra máy bay bằng ống lòm thì đi xe buýt có cơ hội được ngắm nhiều máy bay đẹp trên đường đi. Bay hôm nay là một chiếc Airbus A321 8 năm tuổi với số đăng bạ VN-A613, được hãng Airbus giao mới vào tháng 8 năm 2015. Có 8 ghế hạng thương gia theo cấu hình 22 và 195 ghế hạng phổ thông theo cấu hình 33. Ở hạng phổ thông thì ghế có chiều rộng 18 inch và khoảng cách để chân 32 inch. Đây là những khoảng cách tiêu chuẩn cho tất cả các ghế hạng phổ thông. Với hàng ghế đầu và ghế lốt thoát hiểm có chỗ để chân rộng rãi hơn, điều này chắc chắn sẽ mang lại một chuyến bay rất thoải mái cho hành trình kéo dài 1 giờ đồng hồ. Một điều cần lưu ý nếu bạn là thành viên hạng thẻ cao của chương trình bông sen vàng hay của các hãng hàng không trong Liên minh SkyTeam, thì Vietnam Airlines luôn khóa ít nhất những hàng đầu khoang phổ thông cũng như các hàng ghế thoát hiểm. Những chỗ ngồi này sau đó sẽ được dành cho những khách hàng thường xuyên của SkyTeam khi dịch vụ làm thủ tục trực tuyến được mở. Vì vậy, nếu yêu thích hãng Vietnam Airlines hoặc công việc cần bạn bay những cái hãng trong SkyTeam, thì bạn nên đăng ký chương trình khách hàng thường xuyên và tích giảm bay để được lên hạng thẻ và hưởng những ưu đãi này nhé. Khi đã ổn định chỗ ngồi thì tiếp viên có phát một chiếc khăn đóng gói sẵn được trao cho tất cả hành khách. Ngoài ra ở mỗi ghế còn có cửa gió riêng tạo sự thoải mái cho mỗi hành khách. Chào quý khách, hãy cùng quý vị nam bộ thành viên của Liên minh hàng không SkyTeam xin kính chào quý khách. Ladies and gentlemen, welcome aboard Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance. Captain Nguyễn Phạm Việt Thức, Kim Bích Sơn Giang and all crew members would like to welcome you on board. Available 321, flight number VN601, departing from Ho Chi Minh City to Bangkok. The flight time will be 1 hour. Thank you and enjoy your flights.
Và bây giờ quý khách vừa dành một chút thời gian để theo dõi cách sử dụng và chất Việt Nam Airlines được đánh giá là hãng hàng không dẫn đầu thế giới về bản sắc văn hóa. Điều này được thể hiện qua những bộ áo dài duyên dáng của nữ tiếp viên hàng không cũng như trong video an toàn, vui nhộn và sáng tạo của Việt Nam Airlines. Hút thuốc hoặc sử dụng thuốc lá điện tử trên tất cả các chuyến bay của Việt Nam Airlines. Smoking is not allowed on all Vietnam Airlines flights, including the use of electronic cigarettes. Quý khách vui lòng để hành lý xách tay trong ngăn đựng hành lý phía trên hoặc dưới ghế phía trước, không để hành lý trên lối đi và khu vực cửa thoát hiểm. Video an toàn mới nhất của Vietnam Airlines năm 2024 chưa được tải lên trong chuyến bay này. Nhưng theo ý kiến cá nhân thì mình thích video 2022 này hơn. Bạn có thể tìm thấy phiên bản đầy đủ trong liên kết ở phần mô tả bên dưới. Nếu các bạn thấy video của mình hay và có ích thì hãy cho mình một like và subscribe nhé. Cảm ơn các bạn. Sau khi đã đến độ cao hành trình thì bữa sáng được phục vụ. Ngày hôm nay chỉ có một sự lựa chọn duy nhất và đó là bánh sandwich jam bông và phô mai đóng gói sẵn. Có một khay trái cây tươi cắt lát và các bạn cũng có thể lựa chọn một loại thức uống bao gồm trà, cà phê, nước lọc, nước ngọt hay là bia. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đặt trước trà sữa trân châu ở trang quản lý đặt chỗ với giá 49.000 Việt Nam đồng trước giờ khởi hành. Đồ uống nóng bao gồm trà và cà phê cũng sẽ được phục vụ sau khi ăn bữa chính. Sau khi ăn xong thì mình hãy cùng tận hưởng khung cảnh tuyệt vời của vùng nông thôn Thái Lan trước khi đến sân bay Bangkok Suvarnabhumi nhé. Nhìn chung thì Vietnam Airlines cung cấp một chuyến bay đáng tin cậy và thoải mái trên đường bay này với 4 chuyến khứ hồi hàng ngày giữa thành phố Hồ Chí Minh và Bangkok. Với dịch vụ chỉnh chu, 23kg hành lý ký gửi ở hạng phổ thông, chương trình khách hàng thường xuyên tốt và đáng tin cậy, thì đây là một lựa chọn rất tốt nếu bạn có ý định bay cùng Vietnam Airlines ở khu vực Đông Nam Á. Các bạn hãy khoan vội tắt video ở đây vì sau đây mình sẽ có một vlog tham quan chợ đường ray Mekong và chợ nổi Dam Nuen Sadut ở Thái Lan trong chuyến đi vừa qua của mình. Dear passengers, welcome to Suvarnabhumi International Airport, Bangkok. It's now 10:10 a.m. The outside temperature is 30 degrees Celsius. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the fastened seatbelt sign has been turned off. Be careful when opening the overhead lockers. Due to the contents do not fall out or do not leave any of your belongings behind. Yeah, please get one.
con má. Má gì đây? Yeah, one each. À, một người một cái. À. Gì vậy lắm? Cái bơ biết bánh bò từ tóc nấu. Oh, yeah. From this. Oh, oh yes. Yeah. 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 Thank you. Yeah. Yep. Okay. Ooh, nóng. Architecture look European style. Today they convert this one to be the cafe. Oh, okay. Quick, quick, and then we can walk to the other side. Okay. Imagine in the olden days, see? It's a normal tide now. And that fisherman, you know, he waiting for fishing the river prawn. That's a yummy one. ปานโทรศัพท์มือถือกรุณาเก็บให้มิดชิดป้องกันการสูญหายน่าจะมีนักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากค่ะ Please be careful you are belonging around the Navy Market Thank you Hey Good afternoon. Thank you. Ma secondo me 300 ci può stare. Ci può stare. Hồi nãy chạy nhanh không? Có khúc nào chạy nhanh không? Nhanh, cũng có khúc chạy nhanh gần đây nè. Chạy rất là nhanh luôn hả?